Báo cáo thị trường của Savills cho biết, giá thuê tất cả hạng căn hộ dịch vụ tại hai thành phố lớn đều tăng theo năm. Tại Hà Nội, giá thuê căn hộ dịch vụ trong năm 2023 đạt 580.000 đồng mỗi mét vuông một tháng, tăng 1% theo năm, tỷ lệ lấp đầy đạt 83%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá thuê trung bình đạt 516.000 đồng mỗi mét vuông một tháng, tăng 3% theo năm. Mức giá cho thuê căn hộ dịch vụ ở Hà Nội từ 15 đến 30 đô la Mỹ một mét vuông tùy vị trí và tiện ích dù mức giá không hề thấp nhưng các căn hộ này vẫn luôn kín khách thuê